khi động vật có linh tính, chú khỉ nhảy xuống giếng quyết đưa bằng được bé mèo gặp nạn lên, thậm chí còn biết nhiều đồng đội gọi người tới cứu. Ngay khi nhìn thấy bé mèo con gặp nạn, không may bị rơi xuống giếng nước rồi mắc kẹt, một chú khỉ đã không ngần ngại trao xuống để cứu bé mèo lên. Nhìn biểu hiện của chú thì có thể thấy chú đang rất gấp rút trong công cuộc giải cứu của mình. Chú loay hoay nghĩ cách đưa em mèo lên, thử rất nhiều như là định bế em, lấy đà rồi tung lên miệng giếng. Nhưng có vẻ như đó không phải là phương án khả quan nhất. Nghĩ ngợi một hồi, chú bèn nhảy lên thành giếng nhờ đồng đội gọi người tới giúp đỡ. Sau khi bé mèo được đưa lên, chú khỉ này còn ân cần, chu đáo kiểm tra xem em mèo có bị xây sát hay bị thương chỗ nào hay không. Thậm chí khi bé mèo được con người tắm rửa sạch sẽ thì khỉ xám này còn âu yếm ôm lấy em, rất tình cảm. Vậy mới nói, động vật cũng có linh tính, tình cảm, cảm xúc như con người chúng ta mà thôi. Những hình ảnh và câu chuyện xúc động về em khỉ và bé mèo đã khiến nhiều người phải đánh rơi con tim vì quá đỗi đáng yêu. Bạn nghĩ sao về chú khỉ này? Comment chia sẻ ngay với 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé!